Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với hành trình tiếp theo của Niềm TV. Và ngày hôm nay thì mình vẫn có mặt tại Quảng Nam. Đây là một tỉnh mà mình cực kỳ là yêu mến từ những cái ngày đầu mà làm vlog. Hôm nay mình đã quyết định quay trở lại đây để cùng với một cái trải nghiệm mới, đó là mình sẽ đạp xe đạp như này để khám phá đảo Tam Hải. Mặc dù trong cái tập trước thì chúng ta đã biết qua được một vài cái địa điểm ở trên đảo Tam Hải rồi, nhưng lần này thì mình muốn trải nghiệm một cái cách khác. Và cũng qua cái video này thì mình cũng muốn là mọi người hãy nâng cao cái tinh thần rèn luyện thể thao, rồi ví dụ như là đạp xe này hoặc là chơi các bộ môn thể thao khác. Chiều nay nếu như ở trên đảo Tam Hải có những cái hoạt động nào của người dân thì mình sẽ tham gia cùng, còn không thì chúng ta cứ đạp xe này quanh đảo. Bởi vì thực sự nếu như ai mà chưa tới với cả đảo Tam Hải thì không biết được là cái không khí ở đấy nó trong lành như thế nào, cũng như là bà con ở đấy sinh sống rất là hòa nhã, hiền hòa. Thôi bây giờ mình sẽ tập trung đạp nhá, sắp tới nơi rồi đấy. Người bạn của mình có vẻ đang rất là háo hức cùng với cả ở đảo Tam Hải, bởi vì là không khí ở trên này rất là mát mẻ. Thực ra thì nãy giờ đạp xe ở từ Tam Thanh về đây thấy các nhà họ đều nhỏ nhỏ kiểu như này đúng không? Nhưng có một cái rất là đặc biệt này mọi người ạ. Tức là đất ở đây đều là đa phần là đất cát. Nên mọi ở vườn đây này, những cái vườn đây toàn là vườn mà có rất là nhiều cát. Đây bên này cũng thế này. Nhà nhỏ xong có một cái sân cát như thế này. Và bởi vì cái thời tiết nắng nóng như thế này nên chỉ có một cái loại cây ra quả, đó là cây xoài đây này. Được trồng rất là nhiều. Hey, chào chị. cho em quay cây xoài nhà mình một tí nhá. Cái xoài này được mấy chục năm rồi chị? Không biết được. Ui. Xoài, chị không phải người dân đây ạ? Xoài nhiều lắm. Đấy, mọi người thấy không? Mình cũng không hiểu tại sao mà cây xoài khi mà được trồng trên cát như này, xong gặp cái thời tiết biển thì nó lại ra quả một cách kinh khủng như này. Đây, mỗi chùm hay một cái chùm như này là gần cả chục quả luôn. Rất rất nhiều xoài. Đây bên trong này còn rất nhiều xoài nữa này. Đấy, đây là một cái điều khá là đặc biệt. Mình thấy những cái kiểu kiến trúc nhà này là từ xưa. Với cả có một cái sân cát như này rất là đẹp này. Hy vọng là sau này bà con sẽ được nghĩ ra nhiều những cái loại cây khác để có thể trồng phủ bóng ở đây. Sau một cái quãng đường tập thể dục thể thao với chiếc xe đạp này thì chúng ta đang đến được với cả xã đảo Tam Hải rồi. Và đây chính là cái bãi biển mà mọi người hay đi bãi đá bàn than ở ngoài kia đấy. Quanh đây có rất nhiều nhà hàng ăn uống, có đầy đủ hải sản tươi ngon. Nhưng mà bây giờ vì là mình đạp xe giữa trời nắng, bây giờ mình phải vào đây để xin cô chủ một ít nước để rửa mặt cho nó mát. Chị vẫn nhớ em đúng không? Nhớ em chứ. Vâng. Lần trước là mình cũng vào nhà chị một lần. Xin nước. Vâng, xin nước. Lần trước là chị cho em tráng không mất tiền đúng không? Thế là em phải quay trở lại đây. Đấy, nhớ mãi. Giờ em rửa tí nước giếng đi nhá. Vâng. Giếng đây rất là mát mọi người ạ. Đây cái gầu đây rồi. Vâng. Thích thật. Nói chung là mọi người ở đây mình thấy rất là hài hòa. Khi mà có người từ xa xa đến thì mọi người cũng đều là bắt chuyện hỏi thăm. Ui mát lắm. Ui sướng quá. Mát lắm. Sướng thật, đã thật. Mình định tắm biển tí nhưng mà hôm nay mình cần phải khô ráo để lát nữa chúng ta cũng có thể là đi lòng vòng quanh trên đảo Tam Hải này, xem còn có cái gì đặc biệt nữa không. Mặc dù trước mình cũng review một ít rồi, nhưng mà mình thấy có một vài cái địa điểm nữa mà cần phải truyền tải tới mọi người để mọi người hiểu hơn về đảo Tam Hải. Sướng quá. Giờ cho nhường cameraman ít nước nhá.
Bữa trưa ngày hôm nay thì mình đang ăn trưa tại Tam Hải với một cái không khí gió biển cực kỳ mát này, thì chúng ta sẽ phải thưởng thức hải sản ở trước mặt đây. Xin giới thiệu từng món với mọi người luôn nhá. Đầu tiên là mực hấp này. Đó, mực hấp. Sau đó là con, đây là con sò mai. Nhưng mà sò mai ở đây người dân không gọi là con sò mà gọi là con choàng. Đấy, choàng. C-H-O-A-N-G mọi người nhá. Ở bên đây là gỏi ốc. Và gỏi ốc này cũng rất là đặc biệt bởi vì con ốc này thì được bắt ở dưới biển ngay đây. Và thêm một cái phần nữa đó là nó được trộn với cả rau rong biển. Cũng là một cái đặc sản ở chỗ Tam Hải này. Thì hy vọng là mọi người khi mà tới với cả Tam Hải mọi người hãy thử cái món này nhá. Bây giờ mình sẽ tiên phong trước tiên. Đây. À. Khá là ngon. Mà cái món này nó còn có cái nước chấm này nữa. Nếu chúng ta mà thấy mà vẫn còn nhạt thì có thể là chấm thêm, nhưng mình nghĩ là nó cũng đủ rồi. Rất là ngon đấy. Ốc dai dai trộn với rau thơm lạc rất là ngon. Rong biển ở đây, đây rong biển mình nhìn thấy không đấy, rong biển rất là ngon. Mình sẽ thưởng thức tất cả các món ở đây để cho mọi người biết là Tam Hải có những gì nhé. Ok, cảm ơn chú. Đây. À, bây giờ là tiếp theo là cái món tiếp theo là món sò mai hay gọi là con choàng. Con choàng này thì nướng. Con đó là ở Đà Nẵng là con rẻ quạt. Con sẻ quạt. Rẻ quạt. Rẻ quạt, vâng. Nó giống như một cái quạt luôn đúng không ạ? Vâng, nó giống một cái cánh quạt đúng không ạ? Ở mỗi vùng là gọi mỗi tay. Một cái tên khác nhau. Ở ngoài kia thì gọi là con bàn mai, cũng gọi sò mai hoặc bàn mai, vâng. Đây. Rất là dai ngon, mà con này là tươi sống. Mình thấy là vừa nãy là ở trong kia có ngâm một chậu và có máy sục đàng hoàng để cho nó cho con này có thể là sống được. Đó em nghe. Rất ngon. Đó là. Ngon đấy. Ngon, rất là ngon. Dai dai giòn giòn. Thưởng thức ở một cái chỗ vùng biển mát mạnh lạnh như này, xong lại còn có những cái món tươi ngon như này nữa thì mình tin chắc là ai tới với cả Tam Hải cũng sẽ rất là thích. Sau này hy vọng là ngoài cái việc là ăn uống tươi ngon này ra thì Tam Hải còn phát triển được nhiều dịch vụ khác nữa, như thế thì mới có thể là thu hút được khách du lịch ở khắp nơi về đây, bởi vì là họ cũng muốn nghỉ lại đây nhiều hơn. Nhưng mà nghỉ lại phải có một cái gì đó chơi đúng không mọi người? Nào mời mọi người tiếp món tiếp theo nhá. Mực. À, mực hấp, mực hấp. Ngon, rất là ngon. Đây là lần thứ 3 mình đặt chân tới Tam Hải. Và mỗi lần thì nó một là một cái khung cảnh khác nhau. Thứ nhất là do mùa này, thứ hai là do trời này, thứ ba là do con nước này. Con nước lần này nó nhiều hơn là cái lần trước mà mình review. Thực sự là đây là một cái cơ duyên mà mình hy vọng là sau này nó sẽ giúp cho Tam Hải phát triển được hơn. Mình không ngờ là lại có cả một cái vùng đất mà mình đặt chân tới 3 lần mà mình vẫn thích. Đấy, quanh đây rất là nhiều tôm và cua. Có một cái điều rất là hay đó là ở đá ở đây lại có đá đen này, xong trên kia là đá trắng, và đây là có một cái những cái tảng đá đỏ. Thì cái kiến tạo ở đây nó khá là đặc biệt, nó khác với những cái nơi khác mà mình đi. Ở đây mình thấy có một bà đang ngồi nghỉ ngơi ở đây. Bà đi đâu đấy bà? Bà đi chơi ạ. À, bà kiếm cái cây gì bà? Bà đi kiếm cây trên núi để uống à? Là con ở Hải Phòng bà. Vâng. Máy bay bị động của con hả? Vâng, cái máy bay đấy là của con. Con đi con đi quanh đây, con cất ở trong túi rồi. Bà đi đây là túi bà mang theo hay là cây ạ? Thấy cái này đi hốc ngoài bãi muối. À, muối á? À, muối nó đọng lại ở trên đá. Đây đấy, nó đẹp lắm mà cái điều cái đen đen chứ.
Vừa hốc trang tầng địa phương kia kìa. Muối bà mang về làm gì bà? Mang về nếm. Dạ, ăn nha. Tốt lắm. Tốt lắm, ủa đúng không? Ăn tốt hơn muối Hà Lam. Muối sạch đúng không? Cái này là nước biển hẳn tọt vô cái đường. Ở trên đó nó ca. Vâng, nó đúng rồi. Thả nào con thấy đây như ở chỗ này cũng là có muối đấy đúng không bà? Có muối này là nước mặn đó, có vâng. Nước đạn nhưng mà nhiều ở bên kia nhiều lắm. Vâng. Hắn có cái hộp cái đồ mặn sạch sẽ lắm. Vâng. Ngồi đó. Vâng, tức là bên kia dãy bên kia là có nhiều muối hơn ạ. Vâng, thế là lần tới mà con sẽ đem theo hoa quả ra đấy chấm luôn ở đấy. Ngon lắm. Ngon luôn đúng không bà? Hà An Hà cũng thích là đi hốc về để dành em. Vâng. Chứ ít bó bón lắm. Nó sạch đúng không bà? Nó sạch mà nó ngọt. Nhưng mà bà đang theo liền để vặt cây bà? Hái cây ạ? Đi ít về kiếm ít cái trái nơi đó mà không có. À, bà đi tìm trái dứa để về ngâm hay là làm gì bà? Hà dạng làm thuốc. À, làm thuốc đúng rồi. Con thấy cái đấy nó tính hàn cao, nó thải tản nhiệt đúng không bà? Tới cái mùa mà cây này không có. À vâng. Nó dơ trò ở trên đó. Dạ vâng. Hóa ra là bà đi hái dứa. Mà rồi về nghỉ ở đâu mà ở Hợp Phàng được mà con? Con đang nghỉ ở ngoài bên chỗ Tam Tiến. À. Vâng. Đừng đi ra vô đây chơi cái rồi về lại Tam Tiến. Vâng, tí nữa con đạp xe về. Thế bà đi nhặt muối tiếp nhá. Giờ con xin phép con đi vậy bà. À, con chào bà. Cái này em đó hả? À, đây là bạn của con ạ. Vâng. Đây. Vâng, đúng rồi. Đây muối nhiều lắm bà nhờ, nhưng mà chỗ này nó ít. Vâng. Vâng. Này con chào bà, con đi. Không hiểu tại sao mà quanh cái khu vực này mình thấy có rất nhiều con cua nó leo lên trên này và nó chết. Đây, chúng ta hãy lại gần đây đi. Ban đầu thì mình cứ tưởng đây là xác cua, nhưng không phải đâu. Bên trong nó vẫn có thịt. Nếu như vậy thì theo cái sự phỏng đoán của mình đó là con cua ấy, nó leo lên trên này, nó lột xác. Tuy nhiên sau khi lột xác xong nó rất là yếu và nó cần có một cái thời gian để khỏe mạnh trở lại. Thì nhưng mà đúng cái lúc đấy thì thủy triều lại rút và lộ ra một cái lớp nước nó khá là mỏng như này. Chính vậy mà ánh nắng mặt trời dễ dàng làm tổn thương con cua và nó đã chết tại đây luôn. Thậm chí ở đây rất là nhiều luôn ấy. Đây này, trời ơi, nhiều lắm ấy, to luôn đây này. À, đây là con vỏ rồi, đây là vỏ của nó. Trong đây có mấy con này thì vẫn có thịt đi này. Đấy, mọi người thấy không? Vẫn có thịt ở bên trong này. Đấy. Nhiều lắm ấy, nhặt đây chắc là ui dồi, thiên nhiên nhiều lắm ấy. Hay nhỉ? Thiên nhiên đúng là thú vị. Mình không, ngày xưa ấy, học về cua với cả mấy cái loài giáp xác như này ấy, cũng chả hiểu tại sao mà nó có thể tách mình ra để nó thay một bộ quần áo mới được. Khó cực kỳ luôn. Mình đang nhặt cái hạt muối tinh mà như vừa nãy cụ có lượm về, nhưng mà có vẻ là cụ có kinh nghiệm hơn nên là cụ đã nhặt được những cái hạt muối tinh mà nó nhiều, nó dày. Còn đây cái của mình nó khá là nhỏ nhưng mà khá là hay mọi người. Có lẽ là cho tới thời điểm tại còn nhiều em nhỏ chưa biết được cách làm muối như thế nào, thì rất là đơn giản thôi. Sau khi mà múc nước biển lên trên này thì chúng ta phơi nắng thì cái lượng muối nó sẽ dư lại nha. Hoặc có một cách khác là chúng ta có thể nên cho vào nồi đun, nhưng mà như thế thì rất là tốn ga, tốn điện. Mình ước bây giờ có quả xoài đây. Quả xoài mà vừa nãy chúng ta mà đi ở trên trong chỗ xã đảo ấy mà có cái chấm với muối này ngon lắm. Ôi trời, khát nước quá. Thú vị thật, thiên nhiên thật là thú vị. Trước mặt của chúng ta đây là 502 mộ cá ông. Thực ra thì ở đây những cái ngôi mộ này khá là sơ sài nếu mà so với ngôi mộ ở trên chỗ đảo Bạch Long Vĩ mà mình đã từng thấy. Tuy nhiên ở đây với cái số lượng cá ông hay còn gọi là loài cá voi hay cá heo ấy quá lớn nên việc xây dựng nó không thể nào mà đáp ứng đủ. Nhất là kể từ cái việc mà chôn cất đây chắc là có từ rất lâu lâu rồi. Đây mọi người thấy không? rất nhiều, và theo thời gian thì ngôi mộ này sẽ trồng lên ngôi mộ khác. Thì đây là một cái nét văn hóa mà mình thấy rằng đây là một việc rất là ý nghĩa đối với cả người dân Việt Nam.
các bạn hãy lại đây một chút đi. Nếu như là được đánh dấu hai đầu bằng viên đá ong thì đây chính là chiều dài của cá ông mà giặt vào đây, hay cá heo ấy. Đây mọi người thấy không? Nếu như này cái ngôi mộ này với chiều dài hơn 3 mét này thì đây là một chú cá khá lớn. Hai đầu nhá. Người ngư dân sẽ đánh dấu hai đầu để tính theo kích cỡ. Đây. Dài lắm ấy nhờ. Đúng là một sự khác biệt giữa Việt Nam và rất nhiều quốc gia khác. Có một số quốc gia thì họ lại coi cái việc là đánh bắt và giết cá voi là đem lại cho cái sự may mắn cho họ. Nhưng mà ở đây với Việt Nam thì khác, thì chúng ta có vẻ là nhân đạo hơn rất là nhiều. Và mình sau khi mà xem được những cái show cá heo biểu diễn ở Nha Trang hay Tuần Châu, mình thực sự là rất yêu quý loài vật này, bởi vì nó có một cái trí thông minh mình nghĩ là cũng khá cao đấy. Nếu các bạn mà tới về xã Tam Hải thì các bạn hãy tới đây nhé. Đây, nghĩa địa cá ông. Và khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường cũng thấy có một cái bảng chỉ dẫn đàng hoàng luôn. Thực sự mà nói thì mình luôn luôn muốn thử thách đối với mọi người. Và nãy giờ thì hai anh em là có tranh luận với nhau về cái sức khỏe của mỗi người, bởi vì đứa nào cũng muốn nói là hôm nay khỏe hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đua bứt tốc 100m. À, từ đây đến cái cột đây, mốc ở dưới đây 100m. Và nếu mà ai thua thì sẽ phải đẩy người kia 200m mọi người nhá. Nào, chuẩn bị chưa ông ơi? Nhớ chưa? 1 2 3 đợi. Chạy nhanh lên. Ông ấy, trời ơi, con quỷ, con chó này. Các bạn, nói chung là mình không khâm phục, tao không khâm phục Tuấn ơi. Nhưng mà, thôi, hứa là phải làm. Đây, không găng đây. Chó nhá, con chó. Ôi ơi, bây giờ mình sẽ đẩy nó 200m. Tiện đây, sau clip này lên sóng, bạn nào mà thách thức đua xe đạp với mình thì hãy để lại cho mình nhận xét. May quá thằng này nó có tính tí nhân văn để nó tính người ấy, nó đạp thêm cho mình đấy. Là mình hãy để lại cho mình nhận xét nhé. Thôi tí tao mời nó ăn nước ấy. Mệt lắm rồi. Mệt quá. Vậy là trong ngày hôm nay chúng ta đã cùng rèn luyện sức khỏe với một chiếc xe đạp. Và mình tin chắc là qua video này sẽ rất rất nhiều người thích cái trải nghiệm này. Chỉ có một nơi bình yên như thế thì chúng ta có thể là tha hồ đạp xe mà tận hưởng không khí. Và nhất là lúc này đây, cuối video rồi, vẫn còn một cái điều cực kỳ thú vị, đó là mình đang được đón hoàng hôn ở trên bãi biển này. Và phía sau là resort Tui Blue Nam Hội An. Còn rất rất nhiều điều thú vị như là cái thuyền catamaran kia kìa. Thì ngày mai mình sẽ làm một cái trải nghiệm mới, một cái video hoàn toàn khác để chúng ta có thể là thử đi cái con tàu này. Nó là một con thuyền buồm ấy mọi người. Tất nhiên là với một cái không khí thú vị như thế này, hôm nay là có rất nhiều du khách tới tham quan nữa, bởi vì là buổi chiều rồi, nên là mình sẽ tự thưởng cho mình với một cái hành trình cuối ngày hôm nay cùng một bản nhạc. Chúng ta sẽ cùng nhau lang thang trong bãi biển nhá. Này ghê nhá. Đi giao lưu với cùng mọi người nhá. Vui lắm mọi người. Tortolito no queda bien bebé.
Acorde tus amigas diciendo que no ven. Esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú fuiste mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Serispo para mis poesías. Siento que tú solo sabes. Chico compa.